Trong cuộc sống có những sự trùng hợp ngẫu nhiên không thể nào lý giải một cách hợp lý. Thậm chí một số người còn cho rằng những sự kiện này có thể xảy ra là do lực lượng siêu nhiên can thiệp. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà khoa học không thể lý giải, khiến công chúng kinh ngạc, là một chiếc tàu bị chìm gần bờ biển của xứ Wake ngày 5 tháng 12 năm 1664. Và 121 năm sau, một chiếc tàu khác cũng chìm ngay tại vị trí đó vào ngày 5 tháng 12 năm 1785. Kỳ lạ hơn nữa là một con tàu khác cũng gặp thảm kịch tương tự tại đúng vị trí hai con tàu trước gặp nạn. Vụ đắm tàu thứ ba xảy ra ngày 5 tháng 12 năm 1886. Ba vụ đắm tàu này còn khiến mọi người kinh ngạc hơn bởi sự trùng hợp nữa là mỗi con tàu chỉ có một người sống sót. Thậm chí ngay cả tên nạn nhân may mắn thoát chết cũng đều là Hurst William. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên với nhiều tình tiết phức tạp khác gây kinh ngạc, khiến giới khoa học cũng phải bối rối, liên quan đến hai tổng thống Mỹ là Abraham Lincoln và John Kennedy. Tổng thống Lincoln bị ám sát trong một nhà hát vào ngày 15 tháng 4 năm 1865. Kẻ ám sát ông là John Quickenbush, sinh năm 1839. Trong khi đó, Lee Harvey Oswald dùng súng ám sát Tổng thống Kennedy ngày 22 tháng 11 năm 1963. Lee Harvey Oswald sinh năm 1939. Điều này có nghĩa Bush và Oswald chào đời cách nhau tròn 100 năm. Tên của cả hai sát thủ này đều có 15 chữ cái. Trong khi Bush chạy trốn từ nhà hát và bị bắt trong một nhà kho, thì Oswald tẩu thoát từ nhà kho và xa lưới tại nhà hát. Tổng thống Lincoln và Kennedy đều bị ám sát vào thứ Sáu và đều bị những viên đạn nhắm thẳng vào đầu dẫn đến tử vong. Điều trùng hợp đến khó tin là Tổng thống Lincoln có một thư ký tên là Kennedy, và trong khi Tổng thống Kennedy lại có một thư ký tên là Lincoln. Cả hai đều có phó tổng thống dưới quyền mang họ Johnson, và họ cũng chính là những người kế nhiệm tổng thống sau vụ ám sát chấn động dư luận. Cựu giáo viên Leonidas Day đã biên soạn các câu đố ô chữ cho tờ Daily Telegraph của London, Anh trong 2 năm, và không ngờ có ngày những câu đố vui trùng với mật mã quân sự. Cụ thể, vào tháng 5 năm 1944, nhiều người phát hiện các câu đố của ông Day đều chứa các mật mã của hai cuộc đổ bộ lớn nhất trong lịch sử D-Day của Mỹ lên các bờ biển Normandy của Pháp. Sự việc này khiến cơ quan an ninh và phản gián Anh nghi ngờ ông Day là một điệp viên của Đức, nên đã bắt giữ và thẩm vấn ông. Sau một thời gian ngắn điều tra, ông Day được trả tự do vì giới chức trách không tìm ra được những bằng chứng cho thấy ông là gián điệp. Họ kết luận những câu đố đó chỉ là những sự lựa chọn ngẫu nhiên, trùng hợp với mật mã quân sự.